Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư biểu dương đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi tận tâm tận lực, không quản ngại vất vả gian nan và hiểm nguy của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch thời gian qua. Trong bức thư, Thủ tướng Chính phủ viết COVID-19 là đại dịch đặc biệt nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường đã và đang gây ra cuộc khủng hoảng y tế và những hậu quả về kinh tế xã hội rất nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu tác động mạnh đến hầu hết mọi mặt đời sống xã hội của nước ta. Phát huy những bài học kinh nghiệm chống dịch trước đây, cùng với những biện pháp phù hợp, sáng tạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, của toàn dân toàn quân, đến nay chúng ta vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Có được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Hội đồng bầu cử quốc gia của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19. Sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của nhân dân cả nước, sự vào cuộc chủ động tích cực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó có sự cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch như quân đội, công an, ngoại giao, giao thông vận tải, các tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế, một lực lượng tiên phong xông pha trên mặt trận chống dịch. Chúng ta không thể nào quên những hình ảnh cảm động của những bác sĩ, nhân viên y tế phải gác lại mọi riêng tư, chấp nhận những hy sinh cá nhân tận tình, chú đáo chăm sóc người bệnh, hay những khoảnh khắc hành động cao đẹp lay động lòng người của những chiến sĩ áo trắng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè oi nóng. Dù đã kiệt sức nhưng quyết bám trụ, chiến đấu với dịch bệnh, tất cả vì sức khỏe của người dân, của cộng đồng. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm, tận lực, không quản ngại vất vả, gian nan và hiểm nguy của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch thời gian qua.